Xin chào cả nhà nghe. Hôm nay về ngoại nữa. Có gì Út với cậu bảy mà bảy về chơi. Út về nào vậy Út? Dạ, sao con? Cái hành lâu á. Út chưa bánh xèo hả? Để lấy chứa nước này nha. Út chưa bánh xèo hả? Út chưa bánh xèo. Để lại, để gì nè? Vậy đó. Út giống con hay để ngược ta. Con hay làm ngựa đó vậy? Con giống gì Út? Con giống con. Con giống gì Út? Con. Để trái nha, phải đi nè. Rồi, ngon quá ha. Nè nè. Ơi, xin ơi. Cái nắp này gì? Cái nắp này gì? Dạ. Này chảo thì chia cũng ngon nữa nè. Dạ. Nè nắp này. Mẹ đây nè. Mẹ đây. Ngon quá thì cũng ba cái. Mẹ quay nước mắm hả mẹ? Ừ. Con lấy nước sôi đổ vô. Ừ. Xong mà bảy đang bằng tỏi ớt và nước mắm. Mà bảy cũng về sáng không hả? Về sáng. Chỉ mà bảy chỉ biết bầm này thôi. Chứ mà bảy. Bếp nút là để cho mẹ giúp. Sáng thì đi sớm quá, con không có xay tỏi ớt được. Bơm lên tươi cho trong. Ngon thiệt là ngon đó. Ngọt dễ sợ luôn. Nãy Vũ ăn Dũng hết mấy con rồi đó. Nãy Vũ ăn Dũng hết mấy con. Dạ. Ngon. Hôm qua Út tính làm cho anh. Dạ. Mà chị Trang nói thôi con thèm bún riêu. Dạ. Món là bún riêu quá trời ngon luôn. Nào cũng có lọc ăn hết gì mà bảy. Có lọc ăn đó. Giờ đâu có ăn thả ga như xưa đâu. Dạ. Ăn dừa. Ăn dừa thôi à, dừa ngon miệng thôi à. Mà tạm dừng. Nhà con cũng vậy á, đâu dám mới đầy chén cơm đâu. Hơn nửa chén à, hơn nửa chén rồi. À, rồi bắt đầu ăn đồ ăn rồi thì kia nọ còn dễ không hả chị? Để dành à. Cơm. Bớt miếng cơm một chút vậy đó. Ngon mà trưa thì ăn 2 miếng. Chiều ăn miếng à. Trưa thì ăn 2 miếng. Còn thấy nó lên tiếng quá thì á luộc thịt gà là ăn thịt gà không rồi là xong. Rồi xong buổi tối. Thịt ăn xong giống như hết gạo rồi hả? À vậy đó. Xưa có một câu á, hết gạo rồi thì luộc thịt ăn không. Thịt ở đâu luộc ăn không, tại nó trên trời vậy á. Dạ. Mà giờ trả lại là có gạo mà đi luộc thịt ăn không. Nhớ hồi xưa là không có tiền đi chợ, cái là bắt con gà lên là xào hoặc nấu gì đó ăn cơm. Hoặc có khách á, có khách bắt chợ đó là bắt con gà không. Lên. Nói chưa vậy chứ thịt đâu luộc ăn không. Nay em thấy chị Năm cũng nhỏ nhỏ rồi à. Ai cũng nói mẹ xuống khí rồi đó. Giờ mà em chị lên thì dễ chứ xuống là khó lắm á. Đúng rồi. Em xuống 1 ký rồi, em xuống 1 ký nữa mà chưa được, nay 1 tháng. Thôi gì xuống 1 ký nữa. Có xuống 1 ký nữa là đi chơi đặng cho nó mập lợ chứ đi mình ăn. Đó vậy đó. À đó chị hao đó. Mà xuống chưa được đó. À, xuống nửa ký là cao rồi, cái bắt đầu chiều đi chơi ăn nè, bắt đầu rồi. Đó. Xuống có 1 ký thôi chứ xuống 1 ký nữa chưa được. Nay con xuống được 1 ký rưỡi không mừng chết không. Thấy không? Mừng ghê không? Lên thì dễ mà xuống rất khó đó. Dạ, lên thì dễ. Ờ, một cái tháng trời xuống được cái lô là mừng dữ lắm luôn rồi. Nhiều khi á mình ăn ít cái bao tử mình cũng quen, bây giờ mình đâu có thèm đâu. Vậy mà cãi bà Diễm không cho nhỏ bầm nè, giờ phải bầm nè. Đó ta gửi về vậy mà. Khi con nhỏ kia nó bầm không chịu mà. À, tại bé đó này, tại bé giờ bầm là phải rồi. Vậy mà nghĩ sao mà để lại? Em cản, cái Diễm đâu có kêu nhỏ làm đâu, tại em cản nó thôi. Chị Năm bình thường làm nước mắm bển đừng em làm. Em nè, em nói Trang bầm tỏi ớt đi Trang, quả nước mắm. Cái cảm đấy, Năm làm rồi, Năm làm rồi bản á. Em nói không khi nào Năm làm rồi mà Năm gửi này vậy. Đó, đúng rồi đó. Cái Trang nó mở, Trang nó mở ra nó ném, nó nói cái này là chưa làm mà ơi, để chú bầm tỏi ớt vậy chứ. Anh nhắc anh mới nói, anh nhắc anh mới nói. Có miếng giấm, miếng mắm thôi. Nó nói con chỉ nghe hơi chua chua trong đây thôi. Để con làm con bầm, cái nhắc nói thôi bầm nữa cực lắm chị Năm đem về không ai ăn. Em được cả, em nhắc được cả, bình thường chị đem về không mà tại vì chị ba qua rồi thôi hốt đi thì con nói thôi đem được rồi đó, con nói bỏ chị nữa đi.
từ trong nấm xoài chanh dai dai quên nhớ nè nhớ là đó con về á con biết con bầm tỏi cái lấy cái tay ngón tay quẹt rồi quẹt bị mẹ la thôi để chết thôi lấy tay kèo lấy tay kèo thôi chết ở nay biết là lấy đồ cay rồi đó lấy đồ kiều xuống là không dám lấy tay nữa chết nhiều thì mình sẽ ấy cho biết là mình đâu á Khanh ta mất làm đó. Làm đó giờ này đâu có Khanh tương mắm hấp dẫn quá quá ngon hả sao mà tỏi ớt mầm cái nó nổi lên gì đẹp mẹ mình quay sẵn rồi bỏ vô sao nó nổi còn mình xay sao nó chìm quá à sao nó dập nát chắc vậy quá à dập cái nó chìm cái miếng kia là thích bầm hơn thích xay bầm nó còn nữa nha mẹ ơi kìa cái này đậm đặc dạ, mẹ quay cho cậu ăn cá hả nó dư tỏi ớt nè rồi mẹ bỏ vô đây nhiều con cay mẹ quay cho mẹ cái này riêng đậm đậm vậy mẹ được mấy cái rồi vậy không kìa mở bãi đang sắp vô dễ rồi cậu dạ chị bán thì chốt em việc nhẹ lưng cao làm tôi ớt là đủ rồi đó mầm để ớt là bất công rồi đó biết là phải có người ra tay này gì nó về nó cũng thông á mẹ sao mày không thấy ta sao ớt bự nè tao làm nước mắm đẹp cái chị đem qua dạ đồ chín hả nhiều củ củ chín khéo lắm á dạ kho cá kho tiêu hay lắm ngon lắm á nghe nè dạ chân đậy lại nó vừa trong bọc vậy nó ra đúng rồi ừ. lấy giòn chứ dạ. Để nó giòn dạ. Để lâu nó không có giòn dạ. Sao nay ổng khóc dữ vậy rồi cái bong bóng nó từ trên chợ mà chạy qua rồi không quay lại đỉnh đồi khóc rồi cái chạy về đâu hướng tây vô cái cổng về con ngoại mới dậy à nãy qua thấy bà ngoại ngủ con không có kêu bà ngoại con xiến hả con xiến nè con xiến hả dạ ai nãy về con thấy ngoại ngủ con không có kêu thế hà lại hỏi cố hà con hà cố đi con cố đi cố hai đi hả đuổi tay đi rồi đi lại thôi cố đi tay tao ở đâu vậy mà bảy nãy giờ đi kiếm à kiếm mua à ra này hai chị em này để ngoài sao kìa cho nó ráo nè mà mở đi kiếm quá trời luôn lấy sách lên sách hai cái nỗi rau rõ ràng nữa mà tao lục trong lạnh kéo hết không có ủa sao kỳ vậy ai về nó cắt ở bên con nè vậy là không có cải xanh rồi thôi gói lấy nó cắt gói đi cắt gói đi tệ gì ngon rồi quá ngon rồi ngon quá ha ngon quá gà đâu con gà nè con gà đó đó hả có gà con nữa đó hả con trời ơi gà mẹ nói đi con gà mẹ với gà con có gà nó kêu sao con hay quá còn có gà mái kêu sao không phải gà mái kêu khác con gà mái sao nhớ coi bắt gì nuôi không tắt ơi sao này giỏi chưa hậu ăn chín để bàn lên kìa anh ơi rồi để ngay chứ con hậu ăn chín đi rồi 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 biết trơn rác rồi hay quá trời giỏi quá trời ơi con phụ ông chính hả con nó phụ ông chính với phụ ông chính rồi đó mua gì không để cho tiền hôm qua mua cây bánh thường lấy cho ăn còn nữa dạ, con có mua gì không con mỗi miệng cây mỗi miệng tiền không con
vậy rồi thôi đó cưới lại bắt cái ghế lên với cái ông chính rồi dỗ dỗ xuống nữa. Trời ơi giỏi lắm mà. Ông chính thấy nó giỏi dữ chưa à, đi theo ông chính phụ à. Chính phụ kìa. Bưng ghế lên đi, bưng ghế phụ ông chính đi xuống hả? Hỏi ông chính ghế đâu? Con bưng phụ cho. Nó làm gì cơ hả? Nó làm gì đó? Ở đi làm về ly đi. Hả? Cậu Sáu. Qua bánh xèo cậu. Số Hà chơi gì với chị vậy? Số Hà ở nhà cũng có nữa đó. Số Hà có nhiều lắm. Kéo ra. Giỏi quá. Lúc này hả? Lúc là tối rồi ha. Tối là lúc 9 giờ mấy á. Chị Sáu nói chắc là đầu hôm thì chắc chết rồi. Đúng rồi, nếu đầu hôm thì đưa tặng ngay chết rồi. Rồi đem vô rồi quấn mà lại lạnh quá mà ấm lại rồi nấu cháo gừng rồi cho uống vô cái ấm rồi cái quấn mà cái cùm má bánh xèo á cùm cái màn lên cái ngủ ở gì hết chơi khỏe rồi giờ ngủ rồi sao nó thiếu nữa nay chú Bảy về là hỏi với em về ăn bánh xèo ba Bảy ăn là bánh xèo cho ngoại ăn cảm nghe không vô về à. Đây đồ dọn đây là dọn nhé. Không phải quậy. Nè xuống cái mưa mưa nước chảy nè. Nè xuống cái nồng nấu quân cua đơi nè. Chị sao nói? Chị sao nói? Nhúng cái bánh cho bít đi. Y như con vịt con đan. Con đan. Con đan lúc mà té đó. Sao nghĩa đây vậy à? Như con vịt Conan hả? Conan, Conan. Ta là thám tử Conan. Còn con vịt Conan. Té rồi bật lộn người vậy. Vì sao nói là ảnh như con vịt Conan. Bồng lên hả ta? Đâu có ai hai đầm hơi đời nào á. Một phút nó qua nó thấy. Nó cống lại luôn. Cống luôn, ngắt luôn. Ngắt rồi. Rồi thằng Phúc qua thấy cái em Phúc bồng thở. Phúc bồng vô cái đồng chị Sáu mới tắm. Tắm mềm lắm hết mà. Tắm rửa bắt đầu thay quần áo xong rồi bắt đầu cái thấy cái thì được rồi. Cái chị Sáu mới nấu cháo rừng á. Đút mà không cho ăn nó thôi nữa. Chị Sáu nói ăn đi. Ăn cho ấm lòng chiến sĩ. Để chị Sáu tham không? Xong là cái họ khỏe chưa khỏe rồi. Vì sao mới lấy hai cái màn? Một cái thì lót dưới, một cái thì quấn lên trên. Lại bà ngủ. Dạ thôi mình qua đi. Chị Sáu nói chứ nữa chú Bảy mày về. Qua chị. Cô qua luôn. Để lại cho. Lấy cái con. Thì ăn con. Con xèo đi ơi. Bồ đầu mỹ tử giả quan thôi đó có ly thế sao ảnh thì bà má thường thôi dầm bỏ bảy rồi đó cho bảy uống dầm bỏ bảy uống thế phải không cái sao chị biết đó tiếng ngoả sẽ trường quân mặt tiếu cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi ơi nhào vô uống vô chúc mừng sức khỏe nha. Chúc mừng lần đầu tiên gặp mặt mấy đứa em. Chúc mừng giao giao luôn ba mẹ. Đi dạo quan. Tây Nguyên, Đông. Đây nhất tiếng tỳ bà, đàn tỳ bà của người con gái xong là nhảy lên nó ngựa liền. Dạ hả? Ở giữa chiến trường có nằm xuống thì vẫn cười. Trưa nay ba con người đi ra chiến trận mà chạy về đâu? Rồi mời cả nhà mình ăn bánh xèo nha. Sao ông chồng cũng đưa vô nhà cậu chính. Chúc mừng sức khỏe thượng đế. Về năm không có gì năm.
Chị Năm nhắm môi. Nếm nếm nha. Dạ. Ờ, kêu gì sao đọc sao nhìn mỹ tử. Tứ hỏa, tứ hỏa sao thường. Dạ, bồ đào mỹ tử. Dạ hả? Bồ đào mỹ tử dạ quang bôi. Bồ đào mỹ tử dạ quang bôi. Dục ẩm tỳ bà. Dục ẩm tỳ bà. Mã thượng thôi. Mã thượng thôi. Tứ hỏa sa trường ngưng mặt tiếu. Cổ lại trình chiến kỹ dành hồi. Cái câu thứ hai mà cái dòng cuối mấy chữ mãi cháu mút dặn cho Năm mình nhớ rành để chị nói đi tới bồ đào mỹ tử này dễ nhớ rồi bồ đào mỹ tử dạ quang bôi và rượu bồ đào uống cái gì dạ quang tới mẹ đi cho mượn rồi mời dần nha. Bữa em mua bốn sáu cái bốn cái rồi cái ly dạ rồi ly dạ quang đó cổ lại trình chiến sẽ ngồi hả? Công nhận uống vô nó ấm 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 ấm. Lát thế nào cũng xin thêm miếng nữa. Anh lát thế nào cũng năm cũng xin cho anh chị thêm miếng nữa. Không lát không. Không. Là khóc nào. Đó, đâu khóc được ta tiếu mà khóc mày. Đi vô nè. Hay. Chị Sáu kêu dâu vô nó giận ai nó đi ngoài đường vô không cả. Dạ, dâu dần rễ nó vô trong mấy cái hốc nó trốn dạ thấy nó giận mình đi cái mấy góc mình chung cảm à nói mình chẳng hả nó còn đó nè của chị Diễm hỏi à nói là bán rất tụi ngon nói là loại 40 ngàn loại 90 nó hồi lấy cái loại 40 được rồi chín chục chắc đứt máu không? Chín chục này có 22 ngàn nè. Chín chục chắc uống ly à. Còn nếu mà uống ngon 25 ngàn là uống rồi. Không ngon là nhờ cái cốt. Cái táo hả? Dạ. Ngon nhờ cái cốt. Còn cậu này cậu pha cái gì trong đây? Chứ hộp không à? Trời cái kia ta táo rồi, ngon hơn chứ. Nó tạo có độ ngọt. Thơm. Nó màu đẹp không chị? Màu nó giống như uống chi vậy? Màu nâu nâu nâu. Cái táo nó mà bỏ rồi. Bán hay ăn? Ăn còn nhiều mà. Đó. Đại đi để nó nhiễm chiên thêm cái nó nhậu. Còn cả chục cái nữa hả? Không rồi em mua 2 bịch thì 5 nó lao nó mua nhiều mua nhiều 1 bịch mà. Vậy nãy chị nói nhiều bịch mà còn nữa. Còn mở cái ăn đây mở. Không. Vậy thì ăn một bịch bánh xèo với 1 bịch bột giòn. Bột giòn thì nó nhỏ. Dạ bột giòn nhỏ xíu vậy nè. Không mà nhiêu đây ăn bịch được rồi. Hai bịch cứ làm như làm vậy ha. Có tiền bao lên tao bao mà. Mua rượu không tài sản ấy đâu có tiền không. Trong mà cũng thắng cũng phải ổn định một xíu. Uống rượu xong rồi là ổn định một xíu rồi để có mà ăn có rượu gì chứ. Đó, đi đó. Có đau bệnh thì đấy. Đâu nãy không nãy là. Bên kia góp một xíu, bên này góp một xíu. Đau bệnh, phải không cậu? Đinh đinh trời rộng sông dài đò đưa cái còn mình đòi hỏi tài sản nhiều trợ cho kinh dài hàng trẻ hàng ba hàng bốn rồi mắc gì mắc vô biển rồi đó thôi như đó thôi được rồi đây đò giờ đây già yếu lắm à giờ đây già yếu lắm ông mà tủ của con mà đòi tài sản không có đâu con dòm vô kiếm thấy con rồi dạ nói nhà ta dạ. Con dòm vô kiếm con thấy con rồi dạ đúng rồi 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 chồng con đâu rồi chồng chết dạ, rồi dạ chà, chồng con đây nó mận lấy vợ khác rồi nó có đi bóng muối chưa chưa dạ. Lấy vợ khác dạ. Nên nó chưa đi bóng muối hả gặp đòi tài sản là hàng ba hàng bốn chứ mình hàng năm hàng sáu rồi không có đòi tài sản được giờ mình có ăn thức mà giờ thức hai trở lên có đủ ăn đủ uống được rồi còn đau bệnh thì hai bên góp có kiếm được người nào giờ cái này thì có tài sản có tài sản thì mình không nổi thì lấy người đâu có ăn không thí dụ như giả tử như nếu mà có duyên đến với nhau á vậy giả tử như đau bệnh chẳng hạn như cái người ấy đau bệnh thì con người ấy gấp tiền con phải lo rồi con có cái công giả sử như con mà cái bệnh á thì con của con bỏ gấp tiền rồi cái người ấy lo cho con nhờ nhờ con nhờ con chứ mới về cái mình đó tài sản được con người ta cứ nghĩ mình là ám cổ không được trước mắt là ví dụ cái người đó mà có tài sản con người ta cứ nghĩ như này bà thấy ba mình có tài sản bà mới vô không được ăn thêm con thôi con xong rồi rồi con ăn hết vậy dạ
qua mình lặp lại rồi. Lẹo lắm. Nếu đó vậy đó. Đấy, thường nói qua lời nó tới luôn rồi nó y như con nít. Chút là ha. Ừ, chút rồi. Rồi qua nói chuyện lại đó hả? Đó đó hả? Đó, okay, nãy giờ đó. Rồi đó. Cũng như nó kéo hoài vậy đó, nó mỏng, nó sốt nó có đường hỏng, nó bẻ. Bỏ vậy mình ăn bằng kia nó giòn giòn, nó còn này nó nhẹ. Vậy để mốt ai mua nữa. Ăn là quạt rồi mà ai mà răng nữa nhá. Răng, răng giả coi chừng á. Đi theo luôn. Răng giả dính theo luôn. Còn chín nay rượu ngon có bạn hiền này. Bây giờ có hai cậu cháu mình uống hả? Trời, tối nay còn bảy uống. Ăn đi Trang, ăn bánh đi Trang.